Thưa quý vị, hôm nay 23 tháng 5, ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, kế hoạch thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sáng ngày 22 tháng 5 tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các chư tôn giáo phẩm Việt Nam và Lào cùng bà con Phật tử, bà con kiều bào người Việt Nam tại Lào đã cùng thực hiện các nghi lễ dâng hương, tắc bạt, cúng dường, cử hành lễ tắm Phật theo truyền thống ngày Phật đản và cầu hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho toàn dân tộc nói chung và cho bà con kiều bào tại Lào nói riêng. Lễ Phật đản là hoạt động được Phật tử và bà con kiều bào người Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tư tưởng hướng thiện của đạo Phật, duy trì bảo tồn văn hóa truyền thống của người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là dịp để kết nối Phật tử, kiều bào người Việt với nhau, tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và cùng chung tay xây dựng cộng đồng người Việt luôn đoàn kết, đóng góp thiết thực cho nước sở tại và luôn hướng về quê hương Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 150 suất quà từ sự đóng góp của những nhà hảo tâm cho những người Lào và Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn. So với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp sở hữu khá nhiều lễ hội và các sự kiện văn hóa lớn. Không chỉ lễ hội truyền thống, các lễ hội sự kiện mới cũng đã hình thành thương hiệu, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ngoài các hoạt động lễ hội truyền thống như lễ hội Đình Định Yên, lễ hội Gò Tháp, hội đình Tân Phú Trung, lễ dỗ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Từ năm 2022 đến nay, Đồng Tháp tổ chức thêm nhiều lễ hội mới như lễ hội xoài, sen, quýt hồng, lễ hội cá tra, festival hoa kiển Sa Đéc. Mỗi lễ hội có hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan, mua sắm. Riêng lễ hội xoài đã thu hút hơn 150.000 lượt khách, doanh thu bán hàng khoảng 3 tỷ đồng. Kể cả những cái thông tin trong nhà nước đã đưa rất là nhiệt quyết, nhiệt tình đối với cái hình ảnh tổ chức lễ xoài và cái xoài của Đồng Tháp trong thời gian qua. Và tôi tin tưởng rằng với cái việc mà đưa cái hình ảnh đó thì sẽ nâng cao được cái thương hiệu của Đồng Tháp cũng như đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Với chủ đề Vươn ra biển lớn, lễ hội cá tra lần thứ nhất năm 2022 cũng đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân, du khách và các doanh nghiệp. Ngoài giới thiệu tôn vinh hình ảnh, sản phẩm cá tra, lễ hội đã kết nối được nhiều cơ hội liên doanh sản xuất, chế biến, góp phần khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu cá tra Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Để làm cái lễ hội quốc tế thì có những cái hướng tốt về truyền thông. Thứ nhất là nó mang tính tham gia chung của ngành nhiều hơn, rồi thu hút được các cái đối tác nước ngoài nhiều hơn. Các lễ hội cần phải phổ biến cụ thể rộng rãi hơn cho các du khách. Chứ mình nhìn chung thì hôm nay mình thấy thì đa phần là bà con trong tỉnh đi về lễ hội nhiều hơn là các tỉnh thành khác đưa khách về. Theo thống kê, lượng khách du lịch đến Đồng Tháp vào năm 2021 có 1.500.000 lượt, năm 2022 có 3.400.000 lượt, năm 2023 có 4 triệu lượt. Trong đó, lượng du khách tham quan mua sắm tại các lễ hội gần đây khoảng 700.000 lượt khách. Riêng lễ hội sen lần thứ 2 năm 2024 có hơn 200.000 lượt khách, doanh thu các hoạt động ước đạt hơn 99 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội thảo chuyên đề Hội Nông dân Quảng Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hoạt động của Hội Nông dân, góp phần xây dựng nông thôn Quảng Ninh hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 98 trên 98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Tiên Yên và huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỉnh đã hoàn thành chương trình 1-3 năm, không còn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế thuộc về trách nhiệm của tổ chức hội, như công tác tuyên truyền vận động ở một số địa phương cơ sở chưa thường xuyên, hình thức chậm đổi mới, việc xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu, hoạt động hỗ trợ nông dân ở một số nơi còn yếu, chưa được quan tâm.
Tại hội thảo, các đại biểu chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều tham luận, ý kiến, giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của Hội Nông dân Quảng Ninh trong giai đoạn tiếp theo. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ là quân nhân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại chiến trường Campuchia. Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm và trọng thể. Đây là những hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, được đội K-51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm và cất bốc trong mùa khô 2023-2024, cùng với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Trong suốt 24 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được gần 750 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở Campuchia về an táng tại nghĩa trang các tỉnh. Cũng trong ngày 22 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được tỉnh đoàn Vĩnh Phúc triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với một chương trình và 4 chiến dịch, diễn ra cao điểm từ mùng 1 tháng 6 đến 31 tháng 8, ra mắt đội chiến binh áo xanh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai thí điểm mô hình thôn làng xanh sạch trong công tác bảo vệ môi trường, triển khai đợt cao điểm hướng dẫn người dân chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại lễ phát động, 20 chiếc xe đạp đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lập Thạch, 500 cuốn sách thiếu nhi và cải tạo lại thư viện, tặng cây xanh cho trường tiểu học Nhạo Sơn, huyện Sông Lô. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, vi phạm về nồng độ cồn đã giảm, người dân đã dần xây dựng văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân tìm cách trốn tránh kiểm tra nồng độ cồn bằng cách sử dụng trang phục xe ôm công nghệ, hoặc chính bản thân những người chạy xe dịch vụ nghĩ rằng lực lượng chức năng sẽ bỏ qua không kiểm tra mà sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Trước tình trạng này, các chốt kiểm tra tại thành phố Hà Nội đều quán triệt tới tất cả cán bộ chiến sĩ với mục tiêu không bỏ lọt vi phạm. Tại chốt giao thông trên đường Chu Văn An, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra nồng độ cồn tất cả các trường hợp người tham gia giao thông trên đường, kể cả các lái xe công nghệ hay vận chuyển hàng hóa. Và trường hợp này, lái xe vi phạm nồng độ cồn khi đang sử dụng mũ bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ. Hôm nay là vì trường anh nghỉ, vợ mới sinh trường này, nó bảo là mệt quá nghỉ, uống hai cốc bia, có nói thật tôi chả cãi gì cả. Theo lực lượng chức năng đánh giá, thời gian qua, hầu hết các lái xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn đều hỏi lực lượng chức năng xem mức xử phạt bao nhiêu tiền. Nếu vượt qua giá trị phương tiện, họ sẵn sàng bỏ xe lại. Trong quá trình xử lý thì chúng tôi nhận thấy là những người điều khiển giao thông thì họ hay suy nghĩ là lực lượng chức năng là chỉ kiểm tra những người tham gia giao thông bình thường, còn những cái người mà mặc áo công nghệ hay chạy xe công nghệ là chúng tôi không xử lý hoặc là ít xử lý, ít kiểm tra. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi đã ra quân và xử lý đồng bộ và tất cả những cái người tham gia giao thông là kể cả những người mặc áo Grab, mặc áo chạy xe công nghệ chúng tôi đều ra quân kiểm tra và xử lý để kiểm soát và xử lý tất cả những cái đối tượng. Lực lượng chức năng cho biết thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến các hãng xe công nghệ để tác động đến các lái xe. Ngoài ra, nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý và gửi thông báo về đơn vị chủ quản. Lực lượng chức năng mong muốn việc đã uống rượu bia thì không lái xe phải được xây dựng từ ý thức của người tham gia giao thông thì tình trạng này mới có thể xử lý triệt để. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 5, tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội bầu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Báo Nhân dân số ra hôm nay trân trọng gửi tới quý vị toàn văn phát biểu của đồng chí Tô Lâm tại lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước với nhan đề Cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Mời quý vị đón đọc trên trang nhất và trang 2.
Chiều ngày 22 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo ghi nhận trên báo Tiền Phong, quy định cấm uống rượu bia khi lái xe, vấn đề trừ điểm giấy phép lái xe nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu. Một số ý kiến đại biểu cho rằng việc bổ sung quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của nước ta. Quy định này sẽ tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Theo thông tin trên báo Thời Nay, nhiều tổ chức kinh tế quốc tế lớn như là ADB, Standard Chartered công bố dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam là 6%, thuộc nhóm 5 quốc gia tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Chỉ số niềm tin kinh doanh quý 1 2024 của nước ta theo Eurocharm đạt 52,8 điểm, cao nhất từ năm 2022. Đông đảo người dân đã bày tỏ sự tin tưởng với sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với quản lý, vận hành nền kinh tế, trực tiếp là chính phủ. Chính phủ luôn quan tâm giải quyết kịp thời, hài hòa những vấn đề mới phát sinh liên quan quyền lợi của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Thưa quý vị, an cư lạc nghiệp là giấc mơ của người lao động thu nhập thấp đang gần hơn với đề án xây ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Lao Động, nhiều lao động ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết giấc mơ sở hữu nhà với họ vẫn quá xa vời bởi giá bán hiện nay còn ở mức cao, trong khi thu nhập của công nhân lại quá thấp. Theo thống kê, cứ 5 năm, thành phố Hồ Chí Minh lại tăng thêm 1 triệu dân, phần lớn là lao động nhập cư. Thế nhưng diện tích sàn nhà ở toàn thành phố trong 5 năm qua tăng thêm 53,7 triệu mét vuông, lại chủ yếu là nhà dân và nhà ở thương mại có giá rất cao, còn diện tích sàn nhà ở xã hội chỉ tăng thêm 2,2%. Chuyển sang thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, kịch bản vỡ trận kiểm định xe khi có 91 trung tâm đăng kiểm đóng cửa, thành phố Hà Nội chỉ còn 1, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Nếu các vụ án tiêu cực về đăng kiểm được xét xử đồng loạt trong tháng 7 tới đây, đang làm nhiều người dân doanh nghiệp vận tải lo lắng. Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị trong trường hợp xảy ra quá tải đăng kiểm mà lượng xe dồn về quá lớn thì có thể nghiên cứu cho tự động gia hạn đối với xe gia đình, còn lại xe kinh doanh vẫn đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định đúng chu kỳ. Như vậy sẽ giúp giảm một lượng lớn xe dồn vào các trung tâm đăng kiểm. Mùa vải thiều năm 2024 đang cận kề. Thời điểm này, ngành công thương và các địa phương đã sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ nhà vườn, doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Kinh tế và Đô thị, tại các địa phương trồng nhiều vải thiều như huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, sản lượng vải thiều giảm rất nhiều so với năm ngoái. Song dự kiến giá thu mua vải xuất khẩu sẽ tăng cao. Cùng với sự chủ động vào cuộc của các địa phương, các thương vụ Việt Nam tại các nước đã khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu cải tiến cách đóng gói, mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với thói quen của người tiêu dùng ở từng thị trường. Theo phản ánh của báo Đại Đoàn Kết trên các trang mạng xã hội, hiện có rất nhiều hội nhóm về học tiền tiểu học, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, có nhóm lên đến 30-60.000 hội viên. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo, việc học tiền tiểu học với mục đích nhằm dạy trước kiến thức hoàn toàn không phù hợp với quy luật phát triển của trẻ. Các bậc phụ huynh thay vì quá nặng nề và phải chi tốn kém cho con học các khóa học trước khi vào lớp 1, thì hãy cùng con chuẩn bị tâm thế, các kỹ năng cần thiết để thích nghi và làm quen với những hoạt động trong khuôn khổ trường học.